Bất động sản Phan Hảo Bình Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em đang cho quý anh chị một cái siêu phẩm mà đã làm mưa làm gió ở thời điểm sốt nha. Nhưng mà riêng cái lô đất này đang ngủ là 2 năm nay rồi. À, tại vì lúc trước cái lô đất thật sự với anh chị là khoảng tầm 35 tỷ nha. Chủ không bán. 35 tỷ ở thời điểm sốt chủ không bán nha quý anh chị. Mà lô đất này là nằm ngay trung tâm của xã Nghĩa Thành nha quý anh chị. À, ngay quốc lộ 56 luôn. À, một cái lô đất cực kỳ đẹp luôn, phủ hồng toàn bộ. Thì tổng diện tích lô đất này là một mẫu 8, là có nghĩa là 18.000 mét vuông đó quý anh chị. À, là một hectare 8 á. À, có nơi thì gọi là hectare 8, có nơi gọi là mẫu 8. À, còn có nơi thì gọi là 18.000 mét vuông nha. À, nói chung tổng diện tích là 18.000 mét vuông. Chủ đã lên là 600 mét thổ cư. Chủ đã lên 600 mét thổ cư, à, nguyên một vườn trái cây luôn nha quý anh chị, có hồ và đã bao quanh, xung quanh đất của mình là mưa nước nha quý anh chị, mưa nước đã có mưa nước xây nha quý anh chị, đây, à, mưa nước xây nè, xây kênh nè, đó, nước chảy quanh năm luôn nha, bao quanh, à, đất bao quanh đất mình là suối nha quý anh chị, đó, mưa nước nha, đó, bao quanh đất mình là suối, suối chảy quanh năm luôn. Nguyên trên đất của mình là nguyên một vườn trái cây, à, có dừa này, có chuối, có ổi và có vú sữa ha, à, sầu riêng đầy đủ hết nha quý chị, nguyên một vườn trái cây. Đây, à, đây là suối nè, suối này là suối chảy quanh năm luôn nha quý chị, mùa này là mùa nắng nhưng mà vẫn có nước nè, mùa nắng là vẫn có nước nha. À, thì đất mình là bao quanh giáp với bờ rào bên này, phía bên bờ rào với bên này là của cái vườn kế bên nha, à, của cái vườn kế bên mình là phía vườn bên này ha, đã bỏ hoang là 2 năm nay rồi, nhưng mà cái lô đất này là thời điểm sốt là làm mưa làm gió ở đây nha quý chị, à, 30 mấy tỷ nhưng mà hôm nay chủ hạ kịch sàn giá chỉ còn 1 tỷ 3 một sào thôi quý chị, thì nó tương đương khoảng tầm là 23 tỷ 4 thôi, à, 23 tỷ 400 triệu nha quý chị, cho cái lô đất là 18.000 mét vuông. À, bám mặt tiền đường bê tông của mình là 125 mét nha quý chị. Trên đất mình là có nhà cấp 4, có vườn trái cây nha. Và có một cái ao cá phía sau này nha quý chị. Đặc biệt là đất của mình là đã bao quanh hết mương nước rồi. À, phía sau là nguyên một cái mương nước nó bám theo đất mình luôn ha. À, cuối video em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý chị xem. À, đất mình là cao ráo bằng đường nha. Trên đất của mình là có tất cả các loại trái cây luôn. Dừa là chủ yếu nha quý chị, dừa là chủ yếu nha. Dừa rồi chuối. Đó. Có mấy cây dừa cao cao trái quá trời luôn quý chị nè. Đây. Đó, có mấy dừa bự 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 hết nè, dừa của mình nha quý chị. Đó, mấy cái dừa đó là của mình hết nha. Dừa cao 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 đó là của mình hết. Nguyên vườn trái cây luôn. Có nhà cấp 4 này luôn nha quý anh chị. Thì trên đất của mình là có hai con đường nha. Một là con đường bê tông phía trước. À, là 125 mét mặt tiền đường bê tông phía bên kia. Và có một cái con đường phụ này. Thì con đường phụ này là đất của chủ luôn. Nhưng mình có thể thương lượng với lại nói chuyện với chủ là mình có thể là đi đường này ra cũng được nha quý anh chị. Tại vì đường này là lúc trước là có làm đường đá ha. Mục đích của chủ là lúc trước là để phân lô. À, phân lô nha quý anh chị. Nhưng mà thời điểm đó là vừa cuối thời điểm sốt. Không có phân được nha. Lúc trước đây này, à, chủ tính phân lô đây này. Đó. Phân 7m, 7m, 7m đây nha quý chị. Nhưng mà không phân được. Nên là chủ bắt buộc để tới thời điểm này. Và chủ đã không gồng lãi nổi nên bắt buộc phải bán ha. Sổ đang nằm trong ngân hàng nha quý chị. Đó. Chủ đã hạ kịch sàn. Nói chung là từ 2 tỷ rưỡi một sào. Đó. Từ 2 tỷ rưỡi một sào nay còn đúng 1 tỷ 3 thôi nha quý chị. À, anh chị nào quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Đây, em xin chỉ lại là đất mình nó bao quanh kia nha. Tại vì nó tới một mẫu 8 lần quý anh chị. Nên là nó khá là rộng nha. Em không có đi hết đất được. Nhưng mà em có thể đứng đây em chỉ nè. Đó, theo cái hàng dừa đó nha. Bao. Đó, tới cái dừa đầu tiên này là có nghĩa là mặt tiền đường bê tông mình nha. Đó, còn bám mặt tiền đường bê tông mình đây. Đó, bám dài phố anh phía bên kia là 125 mét mặt tiền đường bê tông. À, dành cho anh chị nào mình đầu tư
hoặc là mình để dành sau này mình phân lô tách thửa hoặc mình làm view nghỉ dưỡng nha quý anh chị. À, lô đất mình là ngay quốc lộ 56 luôn quý anh chị. À, đi ra đây quốc lộ 56, à, trường học, chợ, ủy ban khoảng tầm 800m là đến rồi nha. Để tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Lô đất mình khá là rộng luôn nha quý anh chị. Thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với xã Suối Nghệ luôn nha. À, mình là có hai con đường nha quý anh chị. Một là đường bê tông này, bê tông 5m này. À, cách lô đất mình cách đường nhựa khoảng tầm 30m nha. 3 đến 40m phía ngoài kia, tại vì đất mình nó dài 125m lận. À, vào tới đây. Vào tới đây là đụng suối luôn nha. Lô đất mình là ra tới suối luôn. Là hết đường rồi nha quý anh chị. Bên kia là lô đất của người ta. Đấy, thì em xin chỉ là mình theo cái hàng dừa này nha. À, mình theo hàng dừa này dài xuống ngay hồ cá kia. Xong rồi bám quanh tới cái trụ bên kia, tới cây dừa cao bên kia nha. À, xong rồi bọc lên cái nhà cấp 4 này. À, mình là ngay cái nhà cấp 4 này luôn. Đấy, tổng diện tích của mình em xin nói lại là 18.000m². Chủ đã lên 600m thổ cư, đất của mình là phủ hồng toàn bộ. À, mình có thể lên thổ cư thêm thoải mái luôn nha quý anh chị. À, giá chỉ có 1 tỷ 3 một sào thôi, thì tổng lô của mình nó rơi vào tầm 23 tỷ 400 triệu nha quý anh chị. À, bây giờ em sẽ quay ra ngay quốc lộ 56 cho quý anh chị xem nha. Đây, em quay là cuối lô đất ha. Em chạy ra ngay đầu lô đất cho quý anh chị xem. Đất của mình là bám mặt tiền đường bê tông này, em xin nói lại là 125 mét mặt tiền đường bê tông nha quý anh chị. Đây. À, tới đây luôn nè. Tới đây luôn nha quý anh chị. Đường này là đường 5m nha. Tại vì lâu ngày cỏ lên thực ra là 5m lận nha quý anh chị. Đấy. Đó, ra đây là quốc lộ 56 ha. Tí nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem, cách khoảng tầm 100m là tới quốc lộ 56 thôi. Còn đây nè, còn đây là ra ngay đường Hương Lộ 2, ra ngay trường tiểu học sông Cầu đây nha quý anh chị. Cách trường tiểu học đây khoảng tầm 100m thôi, cách quốc lộ 56 khoảng tầm 200m nha. Ra phải là về Hương Lộ 2 nha quý anh chị. Mình đi vào đây ha. Đó, rồi về Hương Lộ 2, về chợ Hòa Long đi hướng này nha quý anh chị. Còn đây là ra ngay quốc lộ 56 nè, ra ngay ngã ba Bãi Rót luôn nha quý anh chị. À, đất của mình đất đỏ và vàng, à, rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn, à, hoặc là mình làm khu du lịch, hoặc là mình phân lô ha. À, khi nó đã cho phân lô tách thửa rồi ha, thì mình có thể phân lô. Đây đúng 100m là tới quốc lộ 56 rồi quý anh chị. Lên đây khoảng tầm mấy chục mét nữa là tới ngay ngã ba Bãi Rót luôn nha quý anh chị. Đấy, thì em xin nói lại là quốc lộ 56 này là đường huyết mạch ha, kết nối từ hướng này là đi về ngã ba Cô Đơn, đi về Châu Đức, đi về quốc lộ 1A ngã ba Tân Phong nha quý anh chị. À, mình lên đây cách khoảng tầm 1 km là tới ngay ngã ba Cô Đơn, và khoảng tầm 5 km là ngay vòng xoay ngã giao nha quý anh chị. À, và 40 km là tới quốc lộ 1A ngã ba Tân Phong ha. Còn hướng ngược lại đây, à, lên đây khoảng tầm 50m là ngay ngã ba Bãi Rót ha, và khoảng tầm 2 km là tới Hòa Long của thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Và đi hết đường này khoảng tầm 30 km là tới biển Long Hải ha. Vị trí của mình là cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 85 km nha quý anh chị. À, mình là gần với khu công nghiệp Sona De Di ha. À, cách khu công nghiệp Sona De Di đây khoảng tầm 1 km nha quý anh chị. Đó, anh chị quan tâm cái lô đất mẫu này thì anh bốc liền cho em nha. Thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất cực kỳ đẹp mà giá cực kỳ ngọt luôn nha quý anh chị. À, ngay quốc lộ 56 luôn. À, khu dân cư đông đúc, trường học, chợ, ủy ban là sát đây luôn ha. Đây, lên đây là ủy ban của xã Nghĩa Thành nha quý anh chị. Rồi, để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, 600m thổ cư. Có thể là chủ gửi cho em là nguyên lốc này là 7 sổ nha quý anh chị.
thì em sẽ quay một trong bảy sổ này cho quý anh chị xem ha. Đây. Đó, thì em quay một sổ này thôi nha quý anh chị, tại vì nó bảy sổ lận, thì tổng một và mẫu 8 mình là bảy sổ ha. Thì để em quay một sổ này cho quý anh chị xem, thì quý anh chị muốn xem từng sổ một thì quý anh chị inbox Zalo cho em nha, là và cũng là số điện thoại của em luôn, 0906779152. Đây, thửa đất số là 37, tờ bản đồ 85, địa chỉ là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 3576,4 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 300 m thổ cư, còn lại cây lâu năm ha, thời hạn đất ở lâu dài. Ở này là em quay chỉ một sổ thôi nha quý anh chị. Cho quý anh chị xem một sổ thôi ha. Phía sau là suối nè. Đất của mình là quay mặt về hướng Tây nha quý anh chị. Hướng Tây nha. Anh chị nào hợp hướng Tây thì bốt cho em. Đó. 7 sổ nhưng mà em quay một sổ thôi ha, tại vì còn khá là nhiều. Tại vì tới một mẫu 8 lần. Thì em cho quý anh chị xem cái quy hoạch, cái bản quy hoạch của mình nè quý anh chị. Đây. Đây là cái mặt sổ của mình. Thì đây là mặt tiền đường bê tông nè. Ra đây xíu xíu là tới đường nhựa rồi nha quý anh chị. Đây, tổng diện tích là 18.210,7 m². Đó, đây. Bám mặt tiền đường bê tông đây là 125 m này. Xong rồi nó suối mình là bám quanh đất hết nha quý anh chị. Đó, nhưng mà suối này là nhà nước đã xây bờ thành rồi nha. Xây bờ mương rồi nha quý anh chị. Không có còn phải là suối hồi xưa nữa nha. Bao quanh suối hết luôn nè. Đó, xong rồi chạy lên đây. Đó, là tổng diện tích đất trong cái khuôn viên này là 18.000 m² nha quý anh chị. Chủ đã lên là 600 m thổ cư rồi. Rồi đất của mình là phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Đó. Rồi để em cho quý anh chị xem vị trí ở đây ha. Đây, cho quý anh chị xem cái vị trí của mình ha. Đó, vị trí của mình là ngay chấm đỏ nha quý anh chị. Đây ngay chấm đỏ này. Quý anh chị nghe em chấm đỏ này là vị trí lô đất của mình, tổng diện tích là 18 đây nha quý anh chị. Ra đây là đường nhựa này. Đó, phía bên này là trường học sông cầu quý anh chị này. Đây là trường học sông cầu nha. Và ra đây là đường quốc lộ 56 có xíu xíu thôi nè. À, cách cũng khoảng tầm 200, chưa tới 200 m là tới đường quốc lộ 56 rồi. Đó. Phía bên này là khu dân cư đường số 1 của xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành đây nha. Trường học chợ Quy Bang là sát đây luôn. Cách cái vị trí này khá là gần. Và đây là khu công nghiệp đây. Đó, đây là khu công nghiệp nha quý anh chị. Khu công nghiệp mà Sonadeji ha. À, khu công nghiệp này là khá là lớn luôn ha. Mình sát với khu công nghiệp đây luôn nha quý anh chị. Và ra đây là vòng xoay Đức Mỹ, chợ Đức Mỹ đây cũng khá là gần nha quý anh chị. Đó, và lên đây xíu là Ngãi Giao đây luôn. Ngãi Giao. Đó, cho quý anh chị xem. Mình là ngay chấm đỏ nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nhìn ngay chấm đỏ ha. Đây ngay chấm đỏ này. Ra đây là thành phố Bà Rịa và đây là biển Long Hải này. Mình cách biển Long Hải khoảng tầm 25 km nha quý anh chị. À, đây biển Long Hải, biển Phước Hải đây. À, còn đây là thị trấn Đất Đỏ này. Mình cách thị trấn Đất Đỏ khá là gần này. Cách khoảng tầm 15 km là tới thị trấn Đất Đỏ. Và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là gần. Đây vị trí mình đây ha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 85 km nha quý anh chị. Đấy. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm đất mẫu này thì bốc nha em nha. Thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần trường học chợ Ủy Ban luôn. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.